Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, chiều tối qua 21 tháng 7, Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định nghị quyết của Đảng đoàn Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác tổ chức. Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã công bố quyết định về việc thành lập tổ đảng và chỉ định tổ trưởng tổ đảng ở Thường trực Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội và đoàn đại biểu Quốc hội. Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng phê chuẩn kết quả bầu trưởng đoàn, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo danh sách này, 37 bí thư tỉnh ủy, thành ủy, các tỉnh, thành là trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, tổ trưởng tổ đảng các đoàn. Trong đó trưởng đoàn, tổ trưởng tổ đảng của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai là đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy. Thông tin từ tiểu ban truyền thông Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Lào Cai, bệnh nhân 72399 mới được Bộ Y tế công bố sáng nay được ghi nhận là ca nhiễm COVID-19 thứ 10 của Lào Cai tính tới thời điểm này. Bệnh nhân là nam, sinh năm 1990, địa chỉ thường trú đường Phạm Văn Đồng, Nhơn Thành, An Nhơn, Bình Định, nghề nghiệp lái xe container. Bệnh nhân có một lần test nhanh kết quả âm tính vào ngày 13 tháng 7 năm 2021 tại chốt kiểm dịch km 237 cao tốc Nội Bài Lào Cai và 4 lần xét nghiệm real-time PCR kết quả âm tính vào các ngày 13, 15, 17 và 19 tháng 7 năm 2021 tại khu cách ly tập trung của tỉnh. Kết quả lấy mẫu ngày 21 tháng 7 cho kết quả dương tính. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân số 32741 của Lào Cai, có tiếp xúc với bệnh nhân 32741 từ ngày 11-12 tháng 7 năm 2021. Bệnh nhân 72399 được cách ly ngay sau khi bệnh nhân 32741 có kết quả test nhanh dương tính tại chốt kiểm dịch km 237 cao tốc Nội Bài Lào Cai, không có sự di chuyển, xâm nhập vào nội địa thành phố Lào Cai. Khoảng thời gian có khả năng lây truyền bệnh từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 7 năm 2021. Bệnh nhân đang được cách ly trong phòng riêng ở khu vực dành cho đối tượng nguy cơ cao tại khu cách ly tập trung của tỉnh. Chỉ tiếp xúc với cán bộ y tế khi đến hỏi thông tin. Hiện tại bệnh nhân đã được chuyển đến khoa chuyển nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh để theo dõi, cách ly và điều trị. Thực hiện văn bản số 971 ngày 18 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thống kê nhân lực phục vụ công tác phòng chống dịch, tỉnh Lào Cai đăng ký 50 cán bộ y tế sẵn sàng lên đường chia lửa cùng tuyến đầu chống dịch. Cụ thể, để đảm bảo công tác chuyên môn phòng chống dịch COVID-19 và xem xét cân đối các nguồn nhân lực y tế hiện có trên địa bàn, tỉnh Lào Cai đăng ký 50 cán bộ y tế sẵn sàng tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 theo sự chỉ đạo, phân công của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế. Trong đó, cơ cấu cán bộ tham gia đoàn công tác của Lào Cai gồm 5 bác sĩ điều trị, 5 kỹ thuật viên xét nghiệm, 20 điều dưỡng, 20 cán bộ y tế làm nhiệm vụ điều tra, lấy mẫu, truy vết tại cộng đồng. Sổ sức khỏe điện tử tạo điều kiện cho người dân tiếp cận thông tin tiêm chủng cá nhân vaccine COVID-19, giảm các thủ tục hành chính. Lào Cai khuyến khích người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng này. Sổ sức khỏe điện tử là ứng dụng di động dành cho người dân, được kết nối trực tiếp với hệ thống hồ sơ sức khỏe cá nhân của Bộ Y tế. Được xây dựng với mục tiêu giúp người dân biết và tự quản lý thông tin sức khỏe của bản thân, chủ động trong việc phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe bản thân. Ứng dụng sổ sức khỏe điện tử đã được cung cấp cho các thiết bị sử dụng hai hệ điều hành phổ biến là Android và iOS. Thông qua ứng dụng này, mỗi người sẽ theo dõi lịch sử tiêm vaccine COVID-19 và các tình trạng sức khỏe liên quan của bản thân, chủ động phản hồi thông tin về phản ứng sau tiêm và tình trạng sức khỏe với cơ quan y tế. Người dân có thể theo dõi hướng dẫn cài đặt ứng dụng này trên sóng truyền hình và các trang fanpage và trang web của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chủ động chuyển đổi diện tích đất trồng cây lâm nghiệp, diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng quế và đào ao thả cá phát triển kinh tế gia đình. Bằng cách làm này, ông Trần Văn Thanh ở thôn An Tiến, xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng đã có được nguồn thu nhập ổn định, cải thiện đáng kể đời sống gia đình. Thôn An Tiến có địa hình chủ yếu là đồi gò. Trước đây bà con trồng mỡ, trồng keo, nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Khi có chủ trương, định hướng của xã về chuyển đổi cây trồng, ông Thanh đã mạnh dạn trồng 5 hecta quế. Đến nay, các đồi quế từ 3 đến 5 năm tuổi của gia đình ông đã cho tỉa lá. Mỗi đợt tỉa thu được từ 30 đến 40 triệu đồng.
Trước thì là trồng mỡ, thế là chuyển sang mỡ thì nó kém hiệu quả thì chuyển sang trồng quế, thì là nó bây giờ thì mình quế thì mới được vài năm thì nó cũng đã mới bắt đầu là sang được tỉa lá, tỉa đúng rồi, tỉa sang năm thì trở đi thì nó bắt đầu là tỉa cây, hiệu quả nó cao hơn là cái thằng mỡ. Từ việc chuyển đổi phát triển kinh tế, mỗi năm gia đình ông Trần Văn Thanh có nguồn thu trên 200 triệu đồng. Không chỉ ổn định kinh tế gia đình, mô hình phát triển kinh tế của gia đình ông Thanh còn tạo việc làm cho từ 4 đến 5 lao động lúc nông nhàn. Một hecta quế mà thu hoạch tất thì nó rơi vào khoảng 6 đến 800 triệu. Thì nhân với 5 hecta của ông thì nó vào khoảng 540, nó khoảng 4 tỷ. Cùng với trồng quế, ông Trần Văn Thanh cũng cải tạo hơn 3.000 m2 ruộng lầy trồng lúa kém hiệu quả sang đào ao thả cá. Mỗi năm thu về hơn 40 tấn cá các loại. Mô hình chuyển đổi phát triển kinh tế hiệu quả này đang được cấp ủy chính quyền xã Sơn Hải khuyến khích người dân học tập làm theo. Thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai, tỷ lệ học sinh tham gia tuyển sinh trực tuyến chiếm gần 70% trong tổng số học sinh cần tuyển sinh năm học 2021-2022. Đây là năm đầu tiên ngành giáo dục thành phố Lào Cai tổ chức tuyển sinh trực tuyến. Song 100% các trường thuộc địa bàn 5 phường khu vực trung tâm là Cốc Lếu, Lào Cai, Kim Tân, Bắc Cường, Nam Cường tuyển sinh theo hình thức này. Đợt 1 tuyển sinh vào lớp 6, trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng thu hút hơn 60.000 lượt truy cập. Đợt 2 tuyển sinh vào các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở thu hút hơn 540.000 lượt truy cập. Kỳ tuyển sinh đầu cấp năm nay đã có 11.824 học sinh đầu cấp trúng tuyển vào các trường mầm non phổ thông trên địa bàn thành phố Lào Cai. Các trường còn thiếu chỉ tiêu sẽ tiếp tục tuyển sinh đợt 3 đến hết ngày 10 tháng 8. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh những tác động do dịch COVID-19 mang lại, thì các nhà trường trên địa bàn tỉnh cũng gặp phải không ít những khó khăn trước thềm năm học mới, nhất là từ những thay đổi trong chính sách. Từ tỉnh đến các địa phương, cũng như toàn ngành giáo dục đã có sự vào cuộc để tháo gỡ khó khăn, chủ động trước khi bước vào năm học mới, ghi nhận tại huyện vùng cao Mường Khương. Không để học sinh tới trường mà thiếu sách giáo khoa, học liệu để học tập, đặc biệt là đối với học sinh ở địa bàn khó khăn. Trên tinh thần đó, những ngày này, các nhà trường trên địa bàn huyện Mường Khương đang khẩn trương rà soát, bổ sung và lên kế hoạch chuẩn bị sách giáo khoa, sẵn sàng cho năm học mới. Thứ nhất là cũng vận động cha mẹ học sinh của các em, những em học sinh mà có hoàn cảnh khó khăn là xin lại sách vở của các em học sinh đã khóa trước. Còn đối với các em học sinh mà vào lớp 6 thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 của năm tới thì nhà trường cũng đã có đăng ký sách với các nhà xuất bản để vận chuyển sách lên để đảm bảo cho các em trong thời gian sớm nhất. Vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm lúc này là những tác động đến giáo dục sau khi quyết định 861 của Chính phủ có hiệu lực. Tổng hợp từ Sở Giáo dục và Đào tạo, theo quyết định số 861, toàn tỉnh sẽ có 135.000 học sinh, chiếm khoảng 60% học sinh toàn tỉnh, không được hưởng chính sách hỗ trợ tiền ăn, hỗ trợ gạo, giảm học phí. Đây là khó khăn rất lớn đối với giáo dục vùng cao. Riêng tại huyện Mường Khương có 6 xã thị trấn chịu tác động từ quyết định này. Ngành giáo dục Mường Khương cũng chủ động tham mưu cho huyện, chỉ đạo các cấp chính quyền địa phương tuyên truyền vận động để nhân dân hiểu và cùng chia sẻ đối với ngành giáo dục, chủ động chuẩn bị các cái điều kiện như văn phòng phẩm rồi học phẩm để cho các em đến trường. Mới đây, kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 đã thông qua nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của quy định chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025, ban hành kèm theo nghị quyết số 29 ngày 4 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong đó có một số nội dung về hỗ trợ tiền ăn cho học sinh bán trú, hỗ trợ học phẩm và sách giáo khoa cho học sinh. Đây là một tin vui góp phần chia sẻ với ngành giáo dục và các địa phương, nhất là ở khu vực vùng cao. Tích cực tuyên truyền vận động người dân là quan tâm cũng như là chủ động hơn nữa trong việc học của con em mình, đồng thời là sẽ chuyển biến cái nhận thức dần dần từ cái việc là hưởng thụ các chế độ chính sách sang cái việc là đóng góp để mà hoàn thành cái việc học hành của con em mình. Những thay đổi chính sách hỗ trợ học sinh vùng cao, đặc biệt là ở những xã thuộc khu vực 3, khu vực 2 đã đạt chuẩn nông thôn mới sẽ đặt ra bài toán khó cho ngành giáo dục trong năm học mới. Nhưng với nhiều giải pháp cụ thể, ngành giáo dục và các địa phương đang từng bước tháo gỡ khó khăn, đảm bảo tỷ lệ học sinh ra lớp trong năm học 2021-2022.
Bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.